Biết rồi. Nói nhiều nhỉ. Xuống đây. Em không cho à? Em có cái cọc cửa, cái chân của mai anh ta nó cắn rồi đấy. Mày lên xua đi. Xua cái gì? Lấy đá mà ném. Chửi nó vô rồi ra. Lấy đá ném. Có đâu. Ném bên kia cơ à? Thì anh thả đấy, em đặt ném vào đấy à? Xua đi. Thôi đang xua. Thì đá to mà ném. Đá to ném được à? Thấy cái gì nhỉ? À, thương ngâm tí đã. Ngâm tí đã. Sang bên này xem chỗ này có nhiều không? Ui. Tí nữa ở đấy. Ê, khúc đầu hết rồi anh. Ui, con gì cày tăm kìa. Ôi, nó lôi lưới à? Nghe không? Ui, ba ta. Giật mạnh lên, không có chân nó quẩn mất. Ừ, từ từ. Đấy. Chết. Ui, nó lôi á. Lôi á. Ấy, ấy, lần lần đấy. Đấy. Nhấc lên. Phải nhẹ nhàng. Nhẹ gì á? Phải nhẹ nhàng. Quả cây. Im. Im. Im nhẹ nhàng không nữa. Cái gì á? Anh làm mẹ mất út. Nhẹ nhàng nó, cho nó quấn quấn đã. Quấn như khỉ ấy. 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 Giật mi. Đứt mất. Đứt gì mà đứt. Lôi đi rồi. Đang lôi đây. Cái gì vậy? Nhấc lên. Ui ui ui. Ui ui nần nần. Ui. Ui nần nần mạnh quá chứ. Ui. Giặt đi. Ui thôi, xong. Trời. Ui giặt to ấy. Ui. Cá to, con này cá to. Ui. Ui giặt to vãi trường. Bảo lôi đi trả lôi. Ui không được. Lưới lên. Lưới này không ăn thua rồi. Thế lưới nào mới ăn thua? Thế. Ui trời. Ơi. Vũ khí hạng nặng đây. Chui à? Hả? Chui à? Chài. Chài à? Ờ hít vào. Em theo trong TV mà. Vì này, bị quăng thế này này. Người ta quay mất rồi. Ờ. Quăng chì vào đầu em ấy. Em mạnh không? Từ mày lại làm động cái chỗ kia rồi. Thì nó lại trôi xuống dưới rồi. Ui, từ từ tao phải lấy ra. Anh phải quay như độ thổ ấy. Quăng! Trời, quăng thế. Nó không xè ra không được đâu. Tôi chết cha rồi, chìm mất rồi. Xuống đây. Quăng trượt. Chỗ này mát rồi, đi tắm mát kìa. Tắm đây. Từ từ, bắt cá đã. Tụp vào đây để. Ui, nặng vẫn trưởng. Đi chơi đây, em kéo. Ui, nặng lắm. Đi chơi đây, kéo. Từ từ. Ui, sụt chim. Thế mà nằm ngoài không biết sụt rồi. Đây, dạng rồi còn đâu nữa. Đây. À, mang về cho chim sâu ở. Ủa, chim mới chóc, này kéo lên. Vứt đi, vứt đi. Đây, kéo lên, kéo lên. Không. Mày quăng hơi khó nhỉ. 30 giây. Hơi nặng. 30 giây em kéo. Thôi, mày kéo tao thì không à. Gì mày lại thả thiếp à? Nặng thế nào nhỉ? Đi làm gì được cả. Ui, nặng lắm mà chụp đá. Nặng. Có vẻ không ăn thua rồi. Bây giờ phải tập quăng đã. Đi xuống đây quăng. Tập trong lên bãi chứ chứ kiến à. Tập mấy phát bây giờ quăng đỉnh cao. Uầy, mày ăn mày được phát. Ăn mày được không phát. Không ăn ấy. Đẳng cấp luôn đấy. Chỗ này. Không chơi chơi chơi. Biết rồi. Phát luôn, chạy nhắc. Chạy nhá, tập mất rồi. Nhả dần nó mới đấy. Lúc nãy là mình không biết quăng. Không chặt vào trong nhà. Hả? Không chặt dài rồi. Không, mày điên à. Tránh nhá. Đấy. Nó làm phát vào đầu mày bây giờ. Đấy. Ui. Đấy. Đấy, thấy chưa? Nó phải như thế. Ai ui, nhưng mà. Ui, xe to nhá.
Từ từ. Ai dạ. Công lực dồn tất vào bắn này còn hết áo rồi. Cho nó chìm kia đã. Chỉ đã. Đấy, phải lôi từ từ rồi. Ok. Đi. Đi nhẹ thôi. Nhẹ nhàng thôi. Đáng nhẹ ra phải nhảy xuống để vơ vơ cái chài à cái chì vào đấy. Sao lại vơ? Thì để cho nó đấy kia. Sao có phải vơ đâu. Rồi nhẹ nhàng. Ui lưới thủng. Được con gì rồi? Im. Cá. Ôi cả con ếch này. Ếch. Im. Nặng ra. Đừng có lôi, đừng có lôi. Ra mất. Ôi cá. Ôi. Ui. Quá trưởng. Ui cá. Nào nào tránh. Anh nhóc. Lôi tao lên, lôi tao lên. Rơi ạ. Nhảy cái cây chết cha mày. Anh nhóc lấy em một đài chứ. Sao? Ôi ạ, thôi thì chạy nhá. Em lên. Lát em lên á. Lên lên đi. Em nhớ thế. Nhảy lên. Ui, con này to phết đấy. Ui, cái nhóc. Quả nhóc phải tổ. Sao nó vào đây được quần rồi? Không vào được nhỉ. Ây, chạy nhá. Chạy mà lại. Ây, ui giả. Lãi lớn rồi. Ui. Thế là anh gì đấy? Đi mua chai này là lãi rồi đấy. Anh ngu đấy. Móc cá chả thằng nào mà móc ở đâu nữa cả. Điên rồi, cá lóc phải móc vào mắt nó. À, cá lóc móc vào mắt. Đấy. Kinh đấy. Tao thử. Thấy chưa? Hồi xịp này. Con ếch. Con ếch ấy. Ui. Ếch ếch ếch. Đi đi. Nặng quá. Ui. Quăng được vài phát. Quăng tiếp đi. Hả? Ôi mệt lắm rồi. Đi quăng tiếp. Mệt lắm. Quăng. Ui dây nữa. Ui. Mẹ em ơi. Bướng à? To nhỉ. Con này chúa ở đây. Anh bắt con chúa. Để nướng đi. Con ếch này của em nó bị đau thế nào. Ấy. Bị chì rồi đánh vào choáng. Cái gì? À đây. Cứu đây, cứu đây. Ấy. Ấy. Cho nên. Mày lấy con dao sang đây. À được đấy. Tao nghĩ ra món mới này. Món gì? Đi sang đây. Nói anh bỏ đâu? Lấy củi sang đây. Tao bên kia. Ấy. Ấy. Để lưng đi rồi, không chạy được đâu. Cũng để lưng nó nhỉ? Hay là nó đi lần nữa. Lấy con dao sang đây. Con xách con củi mẹ. Đây, lấy dao đã. Ui dồi ôi, lại bẩn hết áo rồi. Cho nó mỏng bớt đi, cái cây này dày lắm. Bên trong cũng có con ổ con gì ấy. Ổ, cái mổ là tránh ra. Ghi răng à? Phê không? Tôi cứ dùng những cái cả lông này. Ui, nó mọt thế. Sao lắm mọt thế anh? Chửa đi đút con cá vào đây, đốt. Hay nhỉ, sao nó có mọt trong này nhỉ? Chửa đi đã. Này, cầm ếch. Anh gì? Giữ giữ. Con ếch thả xuống, tao bể kia nó rồi. Mày lưng nó nhỉ? Nào, đưa. Ok. Cây gì? Cây nào nhỉ? Úp nữa à? Nào, lấy củi đi. Ta đây đốt. Đốt được thế á? Ừ. Thế cháy thôi. Không cháy. Cho nó đầu lên. Hả? Cho đầu lên.
Gì? Việc ơi. Được. Đấy. Lấy cùi, lấy cùi. Kêu nói. Thế mày thích làm nào là? Em nướng nhé. Ừ. Em đi mổ. Mày nướng thế thì nhìn ra cái chết đi. Chết gì? Mày phọt lung tung ra. Nồi. Ta chả thèm. Cho ta tới đút. Và một. Thế em chả cho mà đúng. Gà này nhiều lắm đấy. Ôi ôi, mình nướng cái con ếch kiểu gì này? Lật lên, nó bỏng ngay không lật được. Không có que đẩy, dao có, cây găng đẩy gì hả? Anh nóng. Ai, nóng á. Nhưng mà anh mang xiên không mang? Xiên que găng cái kìa. Ai à, nói thôi. Ai chắc chắc được kìa. Chưa. Đấy hết chỗ này tao nì. Cho em nhận cái tinh túy của nó là. Ôi, con đây của em. Ôi dồi ôi, mày nướng ôi. Ném nó đi. Mình nướng kiểu này. Kiểu này thì anh không được ngồi. Xem nào. Anh bảo cho anh nghe con chửi giò ấy. Cứ đói. Mình nướng. Ôi không có muối à? Nướng kia. Cứ đây. Cái mà anh không ăn mà. À. Miệng cá ngon. Chết. Chín chưa mà chén? Khả năng là chín rất là cao. Cao khỉ chưa? Chưa là khỉ. Gì đó? Ôi chín quả. Sao nhìn bên trên đen như gì trắng này? Bên dưới nó kia. Bên dưới nó ở... Ở dưới này. Ông cho nó bẩn nào. Đâu? Tí bẩn với chứ. Bẩn nhưng mà bẩn. Nào thế. Hả? Chín đôi. Chín đôi cái gì? Chín đôi cái chỗ anh xem. Đây cái đầu. Chín nửa. Đây sống đây này. Sống cái chỗ anh xem ấy. Ở đây, tao xem xong đã. Chín nửa mà. Thì bỏ ra. Ở đây cho mày ăn tất. Ăn đi đây. Lấy mà ăn tao ăn phần đuôi. Ai cả. Mày nóng thế. Mời các bạn nhé. Mày chết thằng ngu. Tao đã bảo đút đầu xuống thì không nghe, ở dưới đầu nó nóng. Đây, cuối cùng này, sống đây này. Tại ngu ấy, tại mình ngu ấy. Nó về lóc thì ra nổ trong nó. Đây, dưới này chín hết này. Chúng nó dài đấy. Như cục cứt trò ấy. Điên là tao nghi còn chưa phải trứng đâu, không phải trứng. Không phải trứng. Không phải trứng mà mình cứ moi moi nhỉ. Không phải, cái bóng kia của nó. Ăn đi. Bóng bóng, y như con cái chó nhỉ. Đang ăn. Chả giống à. Ngọt lắm. Chưa vâng. Đây gọi là mèo mù vớ cá rán. Đấy, mèo mù vớ cá rán. Đấy. Người ta đánh mãi mới được con. Mình quăng vài phát lại được. Trên mình nhiều cá. Hôm trước có cái ông nào quăng phát được hai con. Thế à?
Ông nào? Bằng cái bà dép à? Bằng cái bà dép rồi đúng không? Bằng này này. Bằng này nó lọt. Bằng này này. Bằng này nó lọt. Bằng đúng thế này luôn. Lọt. Lọt cái gì đây? Bằng này. Đó, thấy không? Rất là ngọt. Ăn là đá khác thì cắn luộc. Ngọt hơn. Đấy, luộc nó là nó không mất nước. Tao mới nhấp giòn nó còn rồi đấy. Tao chấm mình thoại chẳng nào. Nhìn miếng này vẫn cảm tưởng thấy trứng ngon ấy. Nhìn cái trứng. Cái chó. Chó. Cái anh bẩn nhá. Anh cần lợi dụng lúc cháy bẩn. Lợi dụng cái gì? Cái thiếu nước để rửa à?